thấy cái PowerPoint chưa ạ? Thấy rồi. Mọi người thấy rõ rồi, mọi người. Dạ, dạ, cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Thì lời đầu tiên thì tôi cũng xin cảm ơn gửi lời cảm ơn rất nhiều tới ban tổ chức đã accept cái phần trình bày của mình về một cái chủ đề mà nói chung là khi mà nói tới thì mọi người cũng rất là cảm thấy tò mò, cảm thấy thú vị, nhưng mà để hiểu về nó thì cũng còn nhiều vấn đề mà chúng ta còn phải bàn. Thì cái bài thuyết trình của tôi là về cái khảo sát cái hành vi trình diễn giới của nhóm nam đồng tính ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm theo cái hướng tiếp cận của tôi là insider, cái nghĩa là một người trong cuộc. Thì trước tiên cũng nói một chút xíu về cái nghiên cứu, về cái định hướng nghiên cứu của tôi là tôi đang là cán bộ của SIP, có nghĩa là Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, trực thuộc Viện Hàn Lâm. Thì tôi làm nghiên cứu về vấn đề về gender and sexuality được khoảng 11 năm. Thì trong khoảng 11 năm, bắt đầu từ năm 2001 là tôi tiến hành cái nghiên cứu đầu tiên của tôi, cũng là tiến hành song song với cái luận văn thạc sĩ là đề tài về homosexuality in cultural history perspective. Thì nó tạo một cái cơ sở nền tảng cho tới bây giờ. Hiện tại một cái đề tài tôi đang làm trong năm 2021 này là đề tài thứ 6 nằm trong cái chuỗi liên kết, đó là về nhóm nam chuyển giới. Thì đầu tiên tôi xin chia sẻ với quý vị một chút xíu về hai khía cạnh trong cái bài nói chuyện. Tại vì chúng ta bị giới hạn về thời gian nên tôi không thể nào nói nhiều lắm. Thì có bài nói chuyện của tôi hôm nay nó có hai vấn đề. Thứ nhất là cái câu chuyện của tôi nó dẫn tới những cái ý tưởng của tôi, và thứ hai là mình lên kế hoạch cho cái nghiên cứu. Thì tôi còn nhớ khi tôi bắt đầu tiến hành cái ý tưởng, cái idea cho cái nghiên cứu của mình đó, thì bắt đầu cũng như rất nhiều những nhà nghiên cứu khác, đi đọc tài liệu là một trong những việc làm đầu tiên. Và lúc đó cùng với việc đi tìm những cái tài liệu với cái từ khóa là gay, homosexual, thì rất là nhiều mình bơi trong cái mớ tư liệu đó, không biết đâu là cái hướng cần thiết để mình đi. Và thứ hai nữa là cái cách hiểu, cái knowledge về cái cụm mà đồng tính trong cái bối cảnh Việt Nam, từ cái literature reviews ở nước ngoài cũng có, ở Việt Nam cũng có, với cái hiểu của chính tôi, self-knowledge, self-analysis về cái kiến thức về đồng tính ở Việt Nam, thì tôi cảm thấy nó có hai cái độ vinh nhất định với nhau. Thì nó gây trong tôi một cái sự phải là hoảng sợ và bối rối. Thì lúc đó tôi có chia sẻ với một giáo viên ở trong khoa về cái vấn đề của mình, thì tôi còn nhớ tôi in cái câu nói của cô: em đừng có lo gì hết, bây giờ em cứ đi, cứ đi xuống thực địa, đi xuống đó cứ như một cuộc đông chơi, đi với một cái đầu rỗng, đừng suy nghĩ gì hết, và ghi chép cảm nhận nó như thế nào, bắt đầu về mình biết tổ lên kế hoạch cho những cái nghiên cứu của mình. Thì tôi bắt đầu mới có những cái suy nghĩ. Thông thường từ những cái kiến thức về phía mà gọi là xã hội nó cung cấp cho chúng ta, mọi người đều hiểu, nó trở thành một cái common sense về cái khái niệm đồng tính trong xã hội Việt Nam. Đây là một nhóm, có nghĩa là những người gay, những người đồng tính trong xã hội Việt Nam, hoặc là như kiểu này được gọi là bóng kính, tức là những người mà xác định bản thân anh ta là một người đồng tính nam, là những kiểu này, có cái bờ form này là như một cái kiểu người nam mang cái yếu tố đồng tính nằm ở trong mình. Họ mang một cái chuẩn nhị phân về giới parigender rất rõ ràng, về cái gì là nữ, về cái gì là nam. Thì họ xác định cái gender identity của mình là nam, thì cái yếu tố đồng tính như một cái bản dạng tình dục phụ nó nằm ở bên trong. Và một cái nhóm thứ hai mà mọi người rất là nhiều người biết, nhận thức và thấy về thế nào là đồng tính, mà thường trong soi Việt Nam chúng ta hay gọi là BD hay là bóng lắp, rất là nhiều những cái câu, những cái jargon đối với những người này, có nghĩa là những người nam nhận thức bản thân anh ta như một người đồng tính và thể hiện cái bản dạng tình dục đó ra cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng bắt đầu dần dần xã hội nó càng ngày nó càng phát triển, kiến thức nó cũng upgrade lên, bắt đầu người ta cảm nhận thấy rằng cái khái niệm định nghĩa về homosexual hay homosexuality nó rất là khó được nắm bắt, nó rất là cảm thấy làm cho chúng ta confused. Nếu như lúc trước những cái nghiên cứu về dịch tễ, những nghiên cứu về giới thời điểm đầu ở Việt Nam, nó cho một cái bối cảnh chung về người đồng tính và nó diễn giải những người đồng tính phải thể hiện bên ngoài như mình, như kiểu một người nam thể hiện bên ngoài như mình bằng cách lấy vợ sinh con, là mình gồng, là mình cố gắng. Nhưng mà ngày nay quý vị thấy rất là nhiều những người nam đồng tính trở thành những người rất là tự tin với bản thân mình, và họ không nhất thiết phải thể hiện ra cái sự ẻo lả. Và có một nhóm khác như hồi nãy chúng ta vừa chia sẻ, hỏi những việc yếu tố đồng tính nó là cái gì đó inside. Tôi bắt đầu tiến hành cái việc gọi là tìm tư liệu, và đúng nghĩa là thực hiện một literature reviews, có nghĩa là tôi tiến hành phân loại, loại hình hóa để phân định ra từ những cái tiếng nói về mặt tư liệu nó cho chúng ta thấy cái gì. Và hệ quả của nó là tôi bắt đầu nhận diện, xác định lại, dùng từ là identifying những cái chủ thể trong, những cái khách thể trong nghiên cứu của mình, cái vấn đề trong nghiên cứu của mình. Tôi gọi đó là cái quá trình tái định nghĩa lại yếu tố về đồng tính, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam. Thì thực sự mà nói, trong các nền văn hóa Á Đông nói chung, nơi mà còn ảnh hưởng nhiều những yếu tố thuộc về nhị phân về giới, thì cái việc để biết được bản thân mình như một người đồng tính, biết và để nói và để thể hiện là it's not easy, so difficult, rất là khó luôn quý vị. Bởi vì sao? Bởi những cái diễn ngôn xã hội nó rất là nhiều. Thì từ đó tôi mới lên kế hoạch cho cái nghiên cứu của mình là gì, làm sao tôi có thể định nghĩa được những cái chủ thể nghiên cứu của mình, và thứ hai nữa là làm sao nhận diện được cái vấn đề nghiên cứu của mình, và bắt đầu có một cái suy nghĩ phản tư, rethinking, về những cái kiến thức được chia sẻ, những kiến thức, những cái common sense, những cái shared understanding or knowledge về cái vấn đề nghiên cứu của mình. Thì tôi biết rằng khi những người nam xác định được rằng cái yếu tố đồng tính nó là một cái gì đó nằm ở trong nội tại của anh ta, nó thuộc về cái vấn đề, thuộc về trái tim, thuộc về cảm xúc, và quan trọng nhất dưới những tác động của diễn ngôn xã hội nó cần phải được che giấu, thì bắt đầu họ chia ra làm 4 dạng. Hoặc là xác định bản thân mình như một người đồng tính, hoặc là xác định mình như một người chuyển giới luôn, thì những người chuyển giới cũng nhìn nhận anh ta giống như một người đồng tính. Tôi muốn xin nói thêm ở đây quý vị là những cái transgender này, transsexual này là một phần ẩn bên ngoài xã hội như quý vị, không phải là những người chúng ta thấy họ rất là tự hào theo những cái việc pride hay là tham gia vào trong những cái place. Và một nhóm còn lại là nằm trong những nhóm others, hay là chúng ta hay gọi là gender questioning, không biết bản thân mình là gì, nó là một kiểu loại gì đó mà chúng ta không thể nào phân tích được. Thì tôi bắt đầu tiến hành về cái việc mà định vị về cái vấn đề nghiên cứu của mình, có nghĩa là trong một cái mạng lưới chằng chịt của những người nam ẩn trong xã hội tham gia vào trong đó, làm sao tôi có thể định vị được hay tìm ra được một cái nhân tố. Giả sử trên slide của tôi là tôi gọi là chấm, một cái chấm vàng trên đó, có nghĩa là họ ẩn mình vào trong những diễn ngôn văn hóa, ẩn mình vào trong cái bối cảnh xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì họ không thể nào chia sẻ cái bản dạng thật của mình, cái identity thật của mình cho mọi người khác, khi mà tất cả mọi người trong xã hội thông qua những kiến thức họ biết được rằng người đồng tính là một kiểu lệch chuẩn, là một kiểu gọi là một cái nhóm thiểu số. Và đặc biệt thí dụ đối với những cá thể là một người đó là một công chức nhà nước, một giáo viên gì đó. Và bắt đầu tôi suy nghĩ về cái phương pháp về định lượng hay định tính cho cái nghiên cứu của mình trong việc thu thập dữ liệu. Thì trước đó như tôi có chia sẻ với quý vị là tôi có tham gia vào trong rất nhiều dự án thuộc về y tế và sức khỏe, tức là về điều trị HIVS, và chính là những cái nghiên cứu đó nó cho xã hội một cái nhìn về nhóm đồng tính ở xã hội Việt Nam là gì, là nguồn lây của HIVS, là tính chất bắt cầu trong cái chuỗi lây nhiễm HIVS, là những người rất dễ những cái nguy cơ về bệnh xã hội STI, hay là những người đầu trộm đuôi cớp lắp. Rất nhiều những diễn ngôn mà thông thường đó là những diễn ngôn rất là tiêu cực. Thì tôi cảm thấy khi mà tôi có một vài người bạn, tôi có chơi chung với họ, tôi có chia sẻ với họ nhiều kiến thức, tôi thấy nó rất là khác biệt với những tiếng nói đó. Với những người đó, họ rất là giữ mình rất là kín, mà nếu như bạn không đủ độ thân thiện, chắc chắn bạn sẽ không thể nào mà bạn có thể hỏi ra rằng anh có làm tình với nam chưa, và khi làm tình với nam anh cảm thấy như thế nào. Nó chỉ có những mối quan hệ thân thiết với những người đồng dạng trong một group như vậy thì họ mới chia sẻ với nhau. Và tôi quyết định là chọn cái phương pháp ở trong cái ngành học nhân học của mình, đó là trở thành một insider. tạo nên một cái sự thân thiện gọi là cái tính intimacy, để khám phá, để quan sát của họ trong cái gì, trong cái hành xử của họ, trong cái thể hiện của họ, trong cái cuộc sống, nhất là trong lĩnh vực che giấu. Và khi bắt đầu cái lúc thời điểm đó tôi mới vận dụng thêm cái kiến thức về gender identity, một cái lý thuyết rất là thú vị cũng do thầy của tôi gợi ý của Judith Butler, nói về một con người ta cái hành xử về giới như một cái normal gender, như là một cái kiểu dập khuôn, và cái mà anh ta đang perform, anh ta đang show cho bạn thấy là cái mà xã hội mong muốn, cái mà bạn mong muốn, và bản thân anh ta cũng cảm thấy hài lòng. Còn cái chuyện về thuộc về những secrets inside thì anh ta giữ bên trong, và cái nó chỉ thể hiện ra ngay trong cái nhóm đó. Và đây là một trong những cái tấm hình, xin phép quý vị là tôi không thể show lên nhiều quá, bởi vì nó rất là làm lộ cái thông tin đó, là do cái tính chất về nghề nghiệp, mình bảo vệ cái nhóm khách thể nghiên cứu của mình. Khi tất cả những tôi tham gia vào trong cái mạng lưới của những người nam đồng tính, bằng dữ liệu tôi thu thập được là gì? Ban đầu là những dữ liệu về điền giả dân tộc học, có nghĩa là tôi ứng dụng phương pháp ghi chép những cái hành vi, những cái thực địa, những khu chợ tình, những sauna ở những cái điểm tập trung của họ. Và thứ hai nữa, tiến hành bắt đầu phỏng vấn họ. Và tôi cũng chia sẻ thêm, lúc nãy có một thầy hỏi rằng có ai gặp khó khăn gì không? Thật sự là tôi khi làm đề tài này, bởi vì cái nhóm này nó là một cái nhóm ẩn danh rất là cao, cho nên chúng ta không thể nào anh ơi mình có thể phỏng vấn anh hay không. Tôi đã thử tổng cộng là 5 cuộc, và 5 cái dữ liệu đó về khi đối chiếu với những dữ liệu mà mình không thể nào show về cái mà mình đang nghiên cứu về họ. Nó là hai cái dữ liệu hoàn toàn rất là khác biệt nhau, và rất là đáng về cái phản tương, cho chúng ta thấy rằng làm sao để thu thập được những cái dữ liệu nó cực kỳ tin cậy mà nó cực kỳ phản ánh đúng. Và tôi kết hợp thêm với những cái phỏng vấn nhóm bán cấu trúc về cái vấn đề đó. Thì mục tiêu chính của tôi đó quý vị, khi mà tôi quyết định trở thành một cái insider, một cái nghĩa là như là một cái kiểu brotherhood, cái kiểu là tình anh em của những người tôi play pro, cái nghĩa là giống như họ, để học cái cách họ hành xử, học cái cách họ biểu hiện về giới, ghi chép lại trong những cái ngày rời thực địa. Và thứ hai là hiểu về những cái meaning nằm bên dưới những hành vi đó, và cuối cùng là thấu cảm. Thì do cái giới hạn thời gian tôi không thể nào chia sẻ được nhiều hơn. Nói chung tôi cũng khái quát, thì đó là chia sẻ một phần đầu về những cái ý tưởng và những cái tổ chức nghiên cứu ban đầu của tôi đối với nghiên cứu mà tôi vẫn đang thực hiện tới ngày hôm nay. Xin cảm ơn phần lắng nghe của ban tổ chức và quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Hùng, là anh thậm chí chưa sử dụng hết 15 phút mà anh có à. Cho nên là trước hết là xin ưu tiên cho anh là anh có điều gì muốn nói thêm. Anh đã nói cái quá trình từ đâu mà anh chọn một cái cách tiếp cận là insider giống như anh nói. Thì bây giờ anh có thể nói thêm một chút là khi chọn như vậy thì anh có đạt được những cái thuận lợi gì và gặp những khó khăn trở ngại gì trong nghiên cứu của mình không? Dạ, thời gian đó. Dạ, rất cảm ơn cô Phượng đã hỏi một câu mà em rất là muốn chia sẻ. Thì suốt 6 cái chuỗi đề tài ở đây, khi mà lên hội đồng của tôi đó quý vị, thì tôi còn nhớ cái ngày mà tôi ra bảo vệ cái luận văn. Tôi còn nhớ một cô mà tôi rất kính trọng, cô đọc dữ liệu, cô đọc cái nghiên cứu đó. Dĩ nhiên tất cả đều được mã hóa hết cái gì, thì tôi được thầy hướng dẫn của tôi là đọc dữ liệu và hướng dẫn tôi mã hóa từng cái dữ liệu trong cái phỏng vấn đó. Thì cô có nói một câu rằng mà cả hội đồng đều cười. Cái là cô nói cô phải đỏ mặt khi đọc những bộ dữ liệu đó. Khi những cái nghiên cứu cô đỏ mặt luôn, mà cô phải đứng dậy đi uống nước là cô mới đọc hết được 150 trang của cái luận văn đó. Bởi vì khi cái tiêu chí khi mà người ta không nghi ngại bạn, người ta không nghĩ bạn là một người xa lạ, thì đương nhiên có những cái chia sẻ, họ chia sẻ theo cái bản cấu trúc, thì họ nói thật về những cái cảm nhận. Thí dụ như tôi ví dụ một nhóm nam xác định mình đồng tính kết hôn với gia đình, thì tôi hỏi ra rằng cái việc mà anh ta kết hôn với gia đình không phải gia đình ép, mà bởi vì anh ta nghĩ đó là một cái kiểu hình hoàn hảo người đàn ông ở xã hội Việt Nam. Ok, họ cảm thấy rất là vui điều đó, nhưng anh ta kiến tạo một cái hậu trường sân khấu, một cái backstage phía sau cho những đời sống của anh ta với những người đồng dạng, điển hình như là gặp tôi ở trong một sauna. Là những nơi đó anh ta có thể giải tỏa để cái ổn ức của mình và quay trở lại một cái diễn ngôn xã hội. Nhưng mà cái khó khăn của tôi quý vị là ở chỗ tôi cũng vận dụng cái phương pháp này. Và khi về nó khó khăn trong cái việc mà đặt một cái máy ghi âm, có nghĩa là khi cái máy ghi âm đó để ở trước mặt họ là họ hoàn toàn họ không nói gì cả. Và có một người tôi đã mất một rất nhiều những mối quan hệ khi hỏi rằng ủa sao em ghi âm vậy, sao tự nhiên ghi âm làm gì, thì họ cảm thấy cho nên tôi phải cố gắng tôi nhớ. Có những cuộc trò chuyện dài quá tôi phải đặt một cái máy ghi âm để tôi về tôi nghe và tôi gỡ băng xong rồi tôi phải hủy ngay cái cuộc đó. Thì đó là một trong những vấn đề mà cảm thấy khó khăn. Và thứ hai nữa là taking photo, là chụp hình, nó đưa mình vào một cái thế rất là nguy hiểm. Quý vị, khi mà cố gắng chụp hình bằng điện thoại đó, tôi run bắn cả người. Và tôi nhớ có một lần tôi đã bị đuổi đánh ở trong cái nhóm đó. Và cái đề tài về nam bán dâm của năm 2020 tôi nghiệm thu, tôi đã bị đánh hết 2 lần và bị mất hai cái máy ghi âm khi mà làm cái nhóm đó. Đó là những cái khó khăn mà thực tình mà nói là khi nhìn lại tôi cũng cảm thấy rất là sợ hãi khi làm cái việc đó. Và đặc biệt là khi vào những cái khu chợ tình đó, quý vị, những cái khu đó cực kỳ, nó gọi là in secret, hầu như không ai biết, chỉ có trong nhóm chia sẻ với nhau mới biết về những khu chợ tình đó. Mà khi vào trong đó mà bạn không đáp ứng được những cái nhu cầu mà những người đến khu chợ tình đó, hoặc là bạn bị lock, đó là cái jargon, cái tabu, cái tiếng lóng ở trong nhóm đó, là bạn không được những người khác tiếp đón. Thứ hai nữa là khi họ phát hiện ra bạn chụp hình hay quay phim gì đó thì xác định luôn đó các anh chị, là họ sẽ gây một cái nguy hiểm ở trong mình rất là nhiều. Dạ em không biết em trả lời như vậy có. Dạ cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Dạ. Trong cái thời gian cho phép và thậm chí anh còn dư được 1-2 phút. Theo đồng hồ của tôi còn dư được 2 phút mà anh đã vừa trình bày và vừa trả lời được những cái câu hỏi rất là cần thiết. Thì tôi đã dịch cho anh Hùng riêng cái câu hỏi của cô Cầm Thi, và lát nữa chúng ta sẽ kết hợp trả lời thêm nếu như sau này chúng ta còn cái phần dành cho thảo luận cho tất cả các diễn giả. Bây giờ tôi xin mời nhóm diễn giả tiếp theo, tức là nhóm các bạn Mirjam Delenzi và Violin Sopnik, bạn Violin Sopnik và bạn Hoàng Thị Thùy Trang sẽ trình bày cái đề tài của các bạn về vấn đề yếu tố bên trong, tức là từ những người phụ nữ, bản thân người phụ nữ và những cái kết hợp với những cái hiểu biết bên ngoài của y học về vấn đề của họ. Xin mời nhóm các bạn. Xin chào các anh chị.